Xin chào, rất vui vì các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ở đây mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu nhiều loài động vật trên trái đất và khám phá những điều thú vị tồn tại xung quanh chúng ta. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại long. Các bạn không nghe nhầm đâu, nhưng loại long mình muốn nói đến ở đây là long của loài vịt biển Eider, một trong những loại long vũ có giá trị nhất thế giới. Điều đặc biệt gì khiến cho long của loài vịt biển Eider có giá trị cao như vậy? Nếu các bạn muốn biết thì hãy cùng mình tìm hiểu một số đặc điểm về loài vịt biển Eider cũng như quá trình sản xuất lông của chúng. Và nếu cảm thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Theo như thông tin mà mình tìm hiểu được thì lông là một sợi được tạo thành từ protein keratin phát triển từ các nang trong da. Keratin là một cấu trúc protein có ở hầu hết các loài động vật có xương sống, được tìm thấy trong da, móng vuốt, móng tay cũng như trong tóc của con người. Mặc dù lông động vật có vẻ mỏng manh đối với chúng ta, nhưng protein keratin là một trong những loại protein cứng nhất mà động vật có thể tạo ra. Lông chủ yếu có ở động vật có xương sống, mặc dù nhiều nhóm động vật vẫn có thể sản xuất keratin, nhưng chỉ động vật có xương sống mới chuyển đổi keratin đó thành lông hoặc tóc. Người ta phát hiện ra rằng, một số loại khủng long sinh sống ở Nam Cực vào kỷ phán trắng cũng có lông vũ. Lớp lông vũ được cho là đóng vai trò như vật liệu cách nhiệt, giúp khủng long giữ ấm trong môi trường lạnh giá ở Nam Cực. Chúng có màu tối cho phép hấp thụ nhiều nhiệt hơn từ bức xạ mặt trời. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng khủng long còn sử dụng lông vũ để giao tiếp với đồng loại. Một số bộ lông hóa thạch của khủng long đang được trưng bày trong triển lãm 600 triệu năm ở bảo tàng Melbourne của Australia. Quay trở lại với loài vịt biển Eider, thì lông của chúng là loại sợi tự nhiên ấm, nhẹ, cách nhiệt tốt. Đây cũng là một nguồn nguyên liệu để làm ra những chiếc chăn sang trọng. Trên một hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi bờ biển phía tây đất nước Ireland, người dân nơi đây đang tìm kiếm và thu hoạch những chiếc lông vịt biển Eider, loại sợi tự nhiên ấm nhất trên hành tinh, vừa nhẹ vừa cách nhiệt tốt. Đây cũng là một nguồn nguyên liệu tự nhiên vô cùng quý hiếm để làm ra những chiếc chăn sang trọng vào hàng đắt đỏ nhất trên thế giới. Loài vịt biển Eider sinh sống chủ yếu tại khu vực Bắc Băng Dương. Vịt biển Eider thường làm tổ dọc theo những vùng bờ biển có khí hậu lạnh như Ireland hay vùng phía tây Siberia. Không phải toàn bộ lông của chúng đều được thu hoạch. Người ta chỉ tìm kiếm lớp lông tơ nằm dưới lớp lông vũ của loài vịt biển này. Lớp lông tơ có tác dụng bảo vệ chúng khỏi điều kiện vùng cực bắc lạnh giá. Vào mùa sinh sản, phần lông này rụng một cách tự nhiên và vịt mái thường sử dụng nó để làm tổ. Những chiếc lông tơ đặc biệt mềm mại và ấm áp này được người ta thu về để tiến hành phân loại và sản xuất. Không chỉ mềm và nhẹ, lông vịt biển Eider còn khiến người ta phải kinh ngạc bởi tính năng tự động điều chỉnh hệt như một chiếc máy điều hòa nhiệt độ, ấm áp vào mùa đông nhưng mát lạnh vào mùa hè. Cứ mỗi khi hè đến là nông dân ở vùng này lại bắt đầu lùng sục mọi ngóc ngách trên đá, trên cát hoặc các bãi cỏ để tìm kiếm những chiếc lông màu xám mà loài vịt biển Eider để lại. Từ tháng 5 trở đi, những chú vịt Eider đến làm tổ dọc theo các bãi biển thưa thớt dân cư, nơi dồi dào lượng rong biển để nuôi vịt con. Khi những chú vịt Eider rời khỏi tổ, người nông dân mới tiến hành thu hoạch những chiếc lông mà chúng để lại. Theo công ty King Eider, nhà xuất khẩu hàng đầu của Ireland, sau khi thu hoạch, lông tơ được phơi khô ngoài trời để không bị ẩm mốc. Những chiếc lông này sau đó sẽ được chuyển vào lò sấy ở nhiệt độ 120 độ C, trong ít nhất 8 giờ, loại bỏ bất kỳ mảnh vụn không mong muốn nào và giúp phân loại dễ dàng hơn. Tiếp đó, chúng đi qua nhiều chiếc máy có cấu tạo đặc biệt, mỗi máy phân loại các dạng tạp chất khác nhau. Một chiếc máy kéo sợi lớn hơn sẽ tách những chiếc lông vũ bên ngoài, nhưng cách duy nhất để đảm bảo loại bỏ tạp chất vẫn là thực hiện bằng tay. Số lông này sau đó sẽ được mang đi rửa, khử trùng, ép và sấy khô. Trung bình, cứ khoảng 60 tổ vịt biển, người ta mới thu được 1.000 gram lông vịt, trong khi một chiếc chăn cần khoảng 600 gram đến 1.600 gram lông vịt, tùy thuộc chất lượng của mỗi chiếc chăn. Trên toàn thế giới, sản lượng khai thác lông tơ hàng năm không quá 4 tấn, khoảng 75% trong số đó đến từ Ireland. Theo Hiệp hội Nông nghiệp Eider, thì có 5 công ty Ireland xuất khẩu lông tơ, nhưng tổng cộng có khoảng 15 công ty tham gia vào một số công đoạn sản xuất. Theo luật pháp Ireland, lông tơ phải vượt qua các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trước khi được bán ra thị trường, đảm bảo độ sạch, mùi, màu sắc và tính đồng nhất. Loại lông được tuyển chọn kỹ lưỡng và xử lý công phu này được bán với giá hàng nghìn đô mỗi 1 kg, chủ yếu phục vụ cho những khách hàng đang tìm kiếm những sản phẩm độc quyền. Những khách hàng yêu thiên nhiên và quan tâm tới môi trường, điều quan trọng là khách hàng đó phải đủ điều kiện về kinh tế.
vì một chiếc chăn đơn giản chứa 800g lông vịt biển Eider được bán với giá hơn 5.000 đô, khoảng 114 triệu. Một con số không hề nhỏ dành cho một chiếc chăn. Truyền thống tìm kiếm những tổ vịt biển Eider bỏ hoang đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tập quán địa phương này được cho là bắt đầu ở Ireland khi những người Viking từ Na Uy đến định cư trên đảo vào cuối thế kỷ thứ 9. Kể từ năm 1847, Ireland ban hành quy định bảo vệ nghiêm ngặt vịt biển Eider, theo đó cấm mọi hành vi săn bắt và lấy trứng của chúng. Tuy nhiên, loài vịt này vẫn phải đối mặt với nguy hiểm trước những kẻ săn mồi trong tự nhiên như mòng biển, quạ, đại bàng, chồn và cáo. Cũng chính vì sự khan hiếm nguyên liệu đã khiến cho những chiếc chăn làm từ lông vịt biển Eider trở thành một trong những món đồ xa xỉ bậc nhất trên thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn tổ chức những tour du lịch để du khách có thể tìm hiểu về cách thức sống và làm tổ của vịt biển Eider. Du khách có thể kiểm tra xem lông vịt Eider được chế biến như thế nào qua nhiều công đoạn khác nhau cho đến khi nó được đưa vào chăn hoặc gói. Các chuyến đi diễn ra 2 lần mỗi tuần, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 hàng năm. Du khách có thể dễ dàng đi dạo quanh khu vực sinh sống và làm tổ của vịt biển Eider với hướng dẫn viên là những người dân địa phương. Điều quan trọng là phải đi bộ cẩn thận và tuân theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên trong suốt quá trình đi bộ. Tổng thời gian tham quan khoảng 3 giờ và hãy nhớ đặt chỗ trước vì thời gian đón khách ở nơi đây khá ngắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.